xin kính chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại kênh của Ngọc. Dạ, Ngọc mời cả nhà ăn cơm với Ngọc. Buổi chiều nay thì gồm có là đây là cá, đầu cá Ngọc nấu cà ri, rau Ngọc xào, đậu bắp Ngọc dồn tôm, Ngọc hấp, và tráng miệng đó là xương sâm bánh lọt, xương sâm hạt lựu. Mời cả nhà ăn cơm với Ngọc nha. Đói quá cả nhà ơi. Mời cả nhà. Ngon quá. Ngọc mời cả nhà trái đậu bắp. Ngon. Rất là đơn giản luôn cả nhà, không có cái gì ăn hết, có cái gì thì ăn cái đó hết cả nhà ơi. Đây là món cà ri cá của Malai, rất là ngon cả nhà, cay lắm. Ăn đậu bắp cả nhà. Rất là ngon. Ngọc ăn đơn giản quá. Ngọc không có, Ngọc nấu Ngọc không có quay. Ngọc nấu xong rồi dọn ra ăn. Nói chuyện với cả nhà chút xíu cho vui. Cá mú ở cả nhà nấu cà ri cái đầu rất là ngon. Đơn giản, ăn đơn giản không có gì cầu kỳ hết. Cái món đậu bắp này ngon quá cả nhà ơi. Tự làm, tự khen. Tự làm và tự khen và tự ăn luôn hết cả nhà ơi. Ngon thật sự cả nhà, ngon.
Thời buổi kinh tế khó khăn quá, ăn đơn giản đi cả nhà ơi. Ăn ngon quá không có tiền ăn. Ăn đơn giản vậy đi. Bây giờ làm tiền khó quá cả nhà ơi. Tết nhất tới nơi rồi, loay hoay mà nó đã hết một năm rồi. Làm không ra tiền. Em mời cả nhà một trái đậu bắp rất là ngon. Lây hoay cái tới Tết, lây hoay cái hết một năm cả nhà ơi mà làm không có ra tiền gì hết trơn á. Thôi ăn đơn giản như vậy nha cả nhà. Khổ quá làm không ra tiền gì hết trơn á, cho nên là thôi mình ăn có gì ăn đó nha cả nhà. Mời cả nhà xin xăm. Ăn với nước cốt dừa, đường, thắng, nước đường. Rau câu em nấu xong rồi cái em bào sợi ra như vậy nè. À, để vô ăn rất là ngon. Không có ai ăn kiểu như em hết. Em mời cả nhà. Xin xăm rau câu bào sợi. Mát lạnh luôn, rất là ngon. Thì thôi cả nhà ơi, bữa cơm chiều của em thì đến đây cũng đã xong rồi, đơn giản vậy cho mấy món vậy thôi, mấy món ăn đơn giản vậy thôi. Tâm sự cả nhà, kinh tế bây giờ khó khăn quá em ăn đơn giản. Thôi thì em xin khép lại video tại đây. Em cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu ra để xem video của em chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn. Chúc cả nhà buổi chiều buổi tối vui vẻ, bình an, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và người thân. Thôi thì em xin khép lại video tại đây. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Cả nhà nhớ cho Ngọc một đăng ký kênh nếu cả nhà chưa đăng ký. Và bật chuông thông báo để nhận video mới nhất của Ngọc. Và Ngọc xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.